Buôn Ma Thuột là thành phố của tỉnh Đắk Lắk và là thành phố lớn nhất ở vùng Tây Nguyên Việt Nam. Buôn Ma Thuột đang là điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nét văn hóa dân tộc đặc sắc gắn liền với bản hùng ca, trường ca đam sang bất tận. Đến với Buôn Ma Thuột để tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng Tây Nguyên, ngất ngây cùng hương vị cà phê phố núi và thưởng thức những món ăn vô cùng hấp dẫn. Tranh thủ trong lúc thời gian rảnh rỗi thì Minh Toàn đã làm một chuyến du lịch đến thành phố Buôn Ma Thuột và sáng giờ cũng đã đi tham quan được một số nơi rồi. Chân cũng đã mỏi và bụng bắt đầu đói. Chắc có lẽ là Toàn phải đi thưởng thức một món ăn gì đó thật đặc trưng của phố núi này thôi. Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 dương lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong, các công việc đồng áng được gác lại, thì người Tây Nguyên bắt đầu vào mùa nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn Tết riêng của mình. Không như người Kinh ăn Tết cổ truyền vào tháng Giêng âm lịch, các dân tộc ở Tây Nguyên thường ăn Tết vào thời điểm giao thoa giữa hai mùa mưa và mùa khô. Đây là thời điểm chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo trong năm và cũng là thời điểm tốt nhất để tổ chức các lễ hội tạ ơn các thần linh đã giúp đỡ cho mùa màng bội thu và cầu cho vụ mùa gieo hạt mới được mưa thuận gió hòa, lúa bắp đầy nương. Quan niệm của người Tây Nguyên, những vật phẩm dùng để tế lễ phải là thực phẩm được nuôi trồng và chăm sóc cẩn thận, đồng thời là những thực phẩm ngon nhất, đẹp nhất và sạch sẽ nhất. Có như vậy khi lễ vật được dâng lên, thì thần linh mới chứng giám và ban cho họ một cuộc sống yên ổn, sức khỏe dồi dào, làng buôn no ấm. Vì vậy, ẩm thực luôn là mối quan tâm hàng đầu và có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong mùa lễ Tết. Và món cơm lam thịt heo nướng xiên cũng là món ăn truyền thống trong những dịp lễ Tết của bà con người Tây Nguyên. Cơm lam thì đặc trưng của miền Tây Nguyên. Cơm lam thịt nướng xiên là rất là tâm đắc đối với tôi. Tới Buôn Ma Thuột này thì mình cũng tìm hiểu nhiều loại món thức ăn ở đây. Nhưng mà mình phát hiện được cơm lam gà nướng xiên là cái món tuyệt hảo nhất mà mình nghĩ mọi người nên thử một lần cho biết. Riêng Minh Toàn thì chưa thử qua món cơm lam với thịt heo nướng xiên nên không biết hương vị như thế nào, nhưng chắc có lẽ là ngon lắm đây. Và Toàn cũng muốn biết là cách chế biến món ăn này ra sao, chắc có lẽ là phải đi gặp đầu bếp thôi. Bắt đầu từ những chuyến đi dài của người đàn ông với ống gạo mang theo, dao quắm và đánh lửa cùng ống nứa sẵn trong rừng, nhưng theo bước chân của khách du lịch, cơm lam đã trở thành món ăn đặc sản làm say lòng du khách. Để làm được cơm lam đòi hỏi một sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đầu tiên, phải chọn cây nứa ngô còn non, chặt lấy giống lưng chừng nứa, rồi phạt đi đầu mặt, dùng lá nút lại, chất củi xung quanh đốt cho sôi. Gạo nếp làm cơm lam phải chọn gạo nếp trắng dẻo, thơm, tốt nhất là nếp than, rồi ngâm sạch. Vo sạch rắc ít muối trộn đều, rồi cho vào ống lam tạo nên một cơm lam hương vị đặc biệt của núi rừng, có thể làm say lòng bất cứ người thưởng thức nào. Khi cơm chín, chẻ bỏ lớp cháy đen bên ngoài ống cơm thật khéo léo, cho đến khi bao bọc bên ngoài phần ruột cơm chỉ là một lớp nứa mỏng. Khi ăn, chỉ cần bóc bỏ lớp nứa bên ngoài. Chào anh đang làm món cơm lam à? Dạ. Bước từ đằng xa em đã nghe được mùi khói thơm nồng rồi. Không biết là cơm lam của mình sau khi nướng xong anh lại gọt cái lớp vỏ bên ngoài để chi vậy? Tại vì lớp cháy rồi mình gọt bỏ đi, còn lớp mỏng này á, khách lục anh dễ. Dạ, cơm lam đã chuẩn bị xong rồi, chắc bây giờ nhờ anh hướng dẫn em cách làm để thịt xiên anh ha. Quý vị và các bạn thân mến, cơm lam đã chuẩn bị xong. Bây giờ Minh Toàn và anh Đình Cường sẽ chuẩn bị món chính của chúng ta, đó chính là thịt heo nướng xiên. Không biết là thịt heo chúng ta chuẩn bị như thế nào anh? Này, heo đồng bào nuôi thả vườn á. Dạ. Thịt heo này là đồng bào nuôi thả vườn. Dạ đúng rồi. À, như vậy thì chắc có lẽ là nó sẽ khác với lại những cái loại thịt heo bán ngoài chợ ha anh? Đúng rồi. Thịt nó nạc mà anh dai và ngon. Đậm đà hơn là mấy thịt kia. Bây giờ chắc có lẽ là anh chỉ cho em cách ướp thịt heo này nha, để em học lớn được một số bí quyết. Với thịt heo này thì mình ướp những gì anh ạ? Ít sa tế. Dạ. Ít dầu hào. Ít bột ngọt. Đường cho nó độ ngọt này kia. Tương ớt cho nó có một tí màu nữa. Với ít mè cho nó thơm nữa. Dạ. Xong trộn đều lên. Trộn đều lên. Đúng rồi.
Mình trộn gia vị trong bao lâu thì thịt heo sẽ thấm đều gia vị ha? Từ 20 phút đến 30 phút. Chắc có lẽ là bây giờ nhờ anh Đình Cường chỉ cho Minh Toàn cách xiên thịt nha. Dạ, dễ mà. Kèm với món cơm lam là thịt heo tộc nướng xiên. Heo tộc là giống lợn thả rong của người miền núi, vẫn được coi là heo mọi. Thịt mềm và lành, ít mỡ. Người dân bản địa nuôi rất nhiều heo theo phương pháp truyền thống, bằng cách thả cho heo tự kiếm ăn quanh quẩn trong vườn nhà. Quý vị và các bạn thấy Minh Toàn xiên thịt như thế nào? Trông cũng hấp dẫn chứ bộ. Chắc có lẽ là bây giờ Minh Toàn và anh Đình Cường sẽ đi nướng thịt xiên thôi. Từng xiên thịt heo rừng được nướng chín vàng trên bếp than hồng. Hương thơm của món ăn lan tỏa trong gió thơm nức thật hấp dẫn. Trong cái lạnh của buổi chiều phố núi Buôn Ma Thuột, được quây quần bên bếp than hồng cùng với bạn bè, vừa rôm rã chuyện trò, vừa thưởng thức từng miếng thịt heo rừng nướng chín vàng thơm nức thì không còn gì bằng. Quả thật đúng như những gì mà người bạn của Minh Toàn đã chia sẻ. Món ăn rất ngon, cơm lam thì dẻo, mềm và thơm mùi tre nứa. Đặc biệt là thịt xiên nướng thì với cách chế biến thật là độc đáo nên vẫn giữ được hương vị ngọt, ngon, đậm đà, làm cho món ăn của chúng ta không bị ngán. Minh Toàn tưởng tượng giá như lúc này được ngồi bên bếp nhà sàn, cạnh ánh lửa thật là bập bùng, rồi được nghe tiếng hát của những chàng trai cô gái người Tây Nguyên thì quả thật là không còn gì bằng với món thịt heo nướng xiên này nữa. Đến đây thì Minh Toàn xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.